dù một giây mình đã hơi yêu thật lâu. Vâng, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Hoàng Tâm và xem những video clip về giới thiệu xe cũng như là bàn giao xe. Thì hôm nay là ngày 24 tháng Chạp và là có thể gọi là cái ngày cuối cùng em tiến hành bàn giao con xe tải Trang Long H7 về cho anh Thành, cũng như là hôm kết thúc một năm làm việc rất là cực lực cũng như là một con ông chăm chỉ để có thể vào đến cái ngày cuối cùng luôn. Những anh em khác đã về quê rồi đó, thì em vẫn còn lại ở lại. Hôm nay là bây giờ là 1 giờ đêm nha anh em, 1 giờ đêm luôn. Do biết tại sao mà ngày 23 cho nên là ảnh không có chịu lấy xe ngày nay, cho nên là ảnh nói là tại em thì em lại có chuyến gì sắp xếp về quê vào ngày 24 đó đó, cho nên là anh cũng đòi lấy ngày 24 mà nói là anh lấy bằng mình lấy buổi tối đó, nghĩa là qua ngày 23 là điên anh liền, anh cho tài xế xuống anh lấy xe liền luôn đó, cho nên là thôi kệ, anh cũng muốn vậy thì chỗ anh em ủng hộ nhau cũng nhiều rồi đó, thì em cũng cố gắng thức khuya dậy sớm chuẩn bị hết giấy tờ để tiến hành bàn giao cho ảnh, để anh kịp ngày sáng sớm là anh sẽ về ảnh làm thùng cũng như là tiến hành cúng kiến này kia lấy ngày đó. Thì mọi người nếu xem được cái video clip này, nhớ trước tiên để lại một cái bình luận, một cái lời chúc cho anh Thành, để ảnh đây là con xe thứ ba rồi, để ảnh có thể lấy ra được con xe nó được thuận lợi đi đường làm nó đi được vàng chậm bình an, cũng như là làm ăn công việc nó hồng phát hơn ha. Và em xin được gửi đến cái video clip này cho các anh em tài xế nào khởi nghiệp đang muốn mua những đầu tư những dòng xe tải Trang Long này, một cái động lực, một cái sự có gì đó gọi là nó thúc đẩy cho anh em hãy đến với công ty ô tô Phú Cường để có thể đem tất cả những cái gọi là cái tâm huyết của mình đặt vào niềm tin bên em, để em hỗ trợ cho anh em lấy được con xe này về với cái hình thức nó hợp lý nhất, nó nhiệt tình nhất, và nó giúp cho anh em sau này khi con xe lấy về không phải là một con không, mà sẽ là những con xe nhiều hơn nữa, nhiều con xe hơn nữa, để cho anh em mở rộng được cái nguồn vốn, nguồn thu nhập của mình hơn ha. Rồi, chúng ta hãy cùng nhau đến với vị chủ nhân của video clip ngày hôm nay nha. Rồi, anh Công Anh đó nha, anh Công Anh đó đứng cho nó dễ với em ha. Rồi thì hôm nay là ngày 24 tháng Chạp, là cái ngày cuối cùng luôn, là em sẽ tiến hành bàn giao con xe này cho anh. Đúng rồi, tại vì em bàn giao xong này em về quê luôn. Lịch của em là hôm nay là em về, nhưng mà em vẫn ở lại, nói thật, ở lại để bàn giao con này xong em xin được gọi là bán qua cho anh ha. Thì nói chung là anh đại diện chỗ anh Thành, anh xin được phép biết tên anh đúng nha, anh tên Lăng, gì nha? Lăng. Anh Lăng. Rồi em cảm ơn anh nha, cảm ơn anh đã luôn tin tưởng ủng hộ bên công ty của em. Dạ, sau này rất là mong anh chân hàng của mình sẽ được ngày càng phát triển hơn nữa, và sau này sẽ được quay lại ủng hộ tiếp ha. Rồi em sẽ có những cái ưu đãi riêng nữa cho bên mình. Anh Thành là khách VIP của bên em luôn á. Em nói thiệt, con này là em lấy cực kỳ nhanh luôn á. Chính nói là cái chiếc này là đầu tiên là nhanh nhất luôn á. Biết sao không? Tại vì em nói nghe nè. Bởi vì khi mà lấy con này về á, là hay cái lô là em báo cho anh á, là đang về từ nhà hai ông rồi, từ nhà hai ông đưa về một cái là em cắt ngang qua đi luôn, không có đưa trực tiếp về kho, cho nên nó làm rất là nhanh đó. Rồi thì bây giờ nè, thì em xin được giao lại giấy tờ cho anh, thì chắc giấy tờ anh chỗ anh Thành anh có làm mấy cái vụ cà vẹt với lại đăng kiểm rồi đúng không ha. Cái này là cái biên bản bàn giao xe, cái này cái phù hiệu em mới đã dán cho bên mình rồi nè, cái phù hiệu ha. Đây là bên hợp tác xã của Nghĩa Phát. Đây là bên em liên kết, sau này anh có muốn liên hệ hợp tác xã bên anh á thì anh làm. Đây là năm đầu tiên cho anh, em hỗ trợ cho anh ha. Rồi kế tiếp là cái hợp đồng định vị anh, cái này anh quản lý xe luôn ha, ai quản lý? Dạ em anh quản lý đúng không? Rồi anh về ha, anh tải lên, anh lên xài điện thoại Android hay là Apple? Đó là anh Android hay là iPhone? iPhone ha. Anh lên App Store anh tải cái là Tarif
Tarif cũng bằng Tarif, cái app này nè. Đó. Thấy không? Chúng ta biết rồi, thấy không? Nó trang web nè. Anh nhập vô cái user là cái tên của anh, nó có hài hiện cái user này, thấy không? Rồi. Là Nguyễn Văn Thành là 41 nè. Rồi. Mật khẩu ghi là 1234 1234. Anh nhập vô cái là anh biết được định vị chiếc xe anh liền. Rồi, rồi thêm một cái nữa nè. Anh thấy cái số điện thoại ngay trên đầu đây nè, từ từ. Để em xíu. Cái này hợp tác xã thì nó chỉ cần cái tờ giấy thôi. Cái này dán hai bên cửa nha. Dán hai bên cửa. Yeah. Hai bên cửa là chắc anh biết á. Rồi. Cái này bỏ qua một bên ha. Kế tiếp nè. Cái này là cái số điện thoại của bà Như, là bà này là bà vừa làm kế toán. Anh tới đây nhớ giữ luôn nha. Dạ. Yeah. Về giới luôn luôn đi. Bà vừa làm kế toán, bà vừa quản lý luôn định vị phù hiệu. Ha. Sau này muốn ví dụ có mất tín hiệu gì đó, điện thoại trực tiếp bà luôn. Yeah. Bà sẽ hỗ trợ cho mình, liên hệ trực tiếp bên Tarif để nó hỗ trợ cho bên mình. Yeah. Kiểm tra lại thông tin ha. Là cái này là xong. Dịch biển số. Dịch ra biển số, ra xe thuận lợi. Đây cái này là em có tặng riêng cho. Dịch luôn hả? Đó dịch luôn hả? Em dịch cho anh luôn. Cái này là em tự dịch cho anh. Ở đâu? Em tự dịch biển số cho anh. À này hả? Ừ. À. Em nói thiệt anh, mọi người làm tài xế chỉ có một người dịch được cái biển số này thôi là em đó. Đó. Anh chưa tìm được người thứ hai đâu. Hứa anh luôn. Tại vì em dịch rất là nhiều người rồi. Nếu mà anh coi cái kênh của em á. Là cái này em tặng riêng cho anh cái túi hồ sơ nha. Trong đây có luôn cái bảo hiểm nhân sự em kẹp ở trong đây rồi nè. Thấy không? Đó, có bảo hiểm nhân sự trong đây kẹp rồi. Nó nhỏ. Dịch đã quên. Rồi, từ từ. Đó. Thêm một cái nữa là sau bảo hành Chiên Long. Nha. Đây. Một hồi em bỏ vô hồ túi test hồ sơ hết cho anh. Rồi, ok. Rồi, dịch biển số nè. Bây giờ cái biển số của mình á, nếu mình nhìn nó bình thường á thì mình không biết nghĩa thì mình nghĩ là bình thường, nhưng mà khi nó lên thơ rồi á, đặc biệt là cái thời điểm này á. Khoan, để ghi âm lại cái em có clip em sẽ gửi riêng cho anh à. Có đầy đủ hết đây, cameraman của em hết. Phát biểu có tiếng không? Có đầy đủ hết, em làm clip để em đăng lên YouTube mà. À. Đó nè, em dịch nghe hết hồn liền. 70H là biển Tây Ninh ha. À. Chúc anh Lăng đại diện chủ xe sang năm nhận được con xe này về sẽ được hồng phát hơn nữa, sự nghiệp nó sẽ được thăng tiến hơn nữa. Yeah. Cuộc sống gia đình ngày càng viên mãn hơn. Yeah. Với cái con bị số xe là đi theo cái cuộc sống của mình cũng như là cái sự nghiệp của mình. 02440 đầu tiên là số 0. Vô vàng phú quý trời thương, gia đình hạnh phúc yêu thương mặn nồng, tiền tài sự nghiệp hạnh thông, đôi vai gồng gánh thuận lòng mẹ cha, sống đời đẹp đạo thật thà, công danh lừng lẫy bốn mùa bội thu. Ta sẽ bỏ mà ha. Yeah. Bốn phương trí hướng vô thường, chính đời no đủ khiêm nhường ấm no đó. Rồi cảm ơn anh nha. Rồi cảm ơn anh đã ủng hộ bên công ty em gửi lại bài thơ cho anh. Yeah. Và mong sau này cái bài thơ này nó sẽ đi theo cái sắp giấy tờ của mình. Khi và theo mô đeo được em gửi luôn cho anh. Ký tên vô dòng đây cái dạ. Rồi, bài thơ hay quá mà không ký tên cho em biết. Ký tên luôn đúng không? Ký tên vô. Rồi ok. Em vậy chứ. Đó em làm nhiều xe rồi, mấy xe kia là em đều làm cái biển số hết. Từ em đều dịch biển số cho khách hàng hết. Có số điện thoại em ghi vô luôn. Có đầy đủ hết. Số xe rồi liên hệ luôn. Có đầy đủ hết. Nó có giá trị không? Em nói rồi, 10 người làm xe tải chỉ có một người biết dịch số xe thôi. Không phải ai cũng biết dịch đâu. Bố có nổi tiếng rồi, em đăng lên này em có bán tiền không á. Đó, cái bài này em đã làm rất là nhiều khách hàng, em đã dịch biển số rồi. Ví dụ có một anh em đã làm ở Đắk Lắk. Yeah. Ảnh làm con khởi nghiệp, ảnh từ là tài xe khách. Ảnh sang làm xe hơi, ở từ xe khách làm xe tải. Em tặng ảnh cái quả biển bài thơ đó. 3 tháng dịch xong, ảnh điện em lại. Anh Tâm ơi, anh gia thêm được 4 chiếc nữa rồi. Là anh mua thêm được 4 chiếc nữa, tính luôn cái chiếc heo mẹ đó. Anh nói là chiếc heo mẹ của em làm anh rất là đắt. Đó, cho nên là em rất là mong là những khi khách hàng của em sau này nữa, vì khách hàng nào cũng được như ảnh. Yeah. Đó, ra thêm xe nhiều hơn ha. Yeah. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Yeah. Rồi, trước khi em bỏ giấy tờ này, em bỏ giấy tờ này qua một bên đó, anh em mình làm vài tấm hình mình chụp nha. Đúng rồi. Rồi, em xin phép. Thằng học viên cái bút ra đâu? Hả? Có em gửi riêng cho ổng, tại cái nào mà em hứa với ổng là em có hứa hết, yên tâm. Để từ từ.
anh hiểu ý sao không? Tại vì mỗi khách hàng á sẽ nhận được một cái túi, còn ổng thì em lại sẽ xin riêng cho ổng, chứ ngay từ đầu thì không có được đó. Đó anh em mình vào một tấm hình nha. Rồi rồi em chụp anh một tấm nha. Rồi ok, cảm ơn anh nha. Dạ em sẽ gửi riêng cho anh. Cái gì anh em mình cứ bàn qua Zalo có số điện thoại em mới gửi cho anh trong tờ giấy luôn á. Rồi sau này cần ví dụ cần cái anh 10 phút thì sao? 1 giờ mới chạy xe ra được. Ok luôn. Ok, cứ để cho xe này nó được sáng đi. Rồi khi mà đúng tới giờ rồi mình sẽ tiến hành mình đi ha. Dẫn xe ngày càng được hồng phát hơn nha. Nhớ nha, gia đình hạnh phúc. Rồi nha. Ra xe. Nhớ nha, ủng hộ tiếp nha. Rồi năm sau bỏ thôi, năm sau chúng ta còn hai con nữa. Ok. Trời, cái vụ này là trời nha. Rồi. Năm sau còn hai con. Rồi. Ok được rồi anh. Anh em bỏ giấy bỏ bao nhiêu cho? Dạ. Mình cứ kiểm tra đá đèn này kia lại trước hết đi, một lần cuối cùng. À, mình kiểm mình muốn chụp không? Chụp đi. Thì mọi người vừa xem xong cái buổi lễ bàn giao con xe Trang Long H7 em giao về cho anh Thành và chủ xe của vị khách hàng của anh Thành, thì con này sẽ là anh Lăng đó. Thì rất là mong những lời chúc tốt đẹp của em sẽ được đi theo con xe này và được anh chủ xe và cũng như là mình chạy xe thì nó sẽ được vạn dặm bình an hơn, công việc làm ăn hồng phát hơn, sự nghiệp ngày càng nó được thuận lợi và tiến tới hơn trong sang năm mới. Và thì đến đây rồi thì nói chung là em cũng đã gần như là xong rất là mệt rồi đó, về tiến hành đi ngủ và cũng như là ngày mai sẽ tiến hành về quê đó. Thì rất là mong anh em đã xem được tới giây phút này, hãy để lại cho em một cái bình luận, một cái đăng ký kênh, một cái thích, một cái đăng ký ha, để có thể ủng hộ em trên con đường bàn giao những người vợ hai đó đến tay các khách hàng tiếp theo. Và rất là mong trong thời gian tới sang năm 2022, chúc các anh em các tài xế luôn luôn đi đường trên mọi nẻo đường được an toàn hơn ha, và sẽ đem thật nhiều tiền về cho gia đình ha. Và tất nhiên sẽ rất là mong trong thời gian tới không biết anh em tài xế nào sẽ là vị khách hàng tiếp theo để được em đem người vợ hai đó về nhà, thì đừng ngần ngại nhấc máy lên alo cho em qua số điện thoại hotline để em có thể được tư vấn, được có thể xem thử coi cái độ duyên của chúng ta được tới bao lâu và khi nào chúng ta sẽ đúc kết ra được con xe nó phù hợp với túi tiền của mình nhất nha. Rồi thì giờ em xin được chào tạm biệt mọi người nha. Chào mọi người nha.